Chào cả nhà. Hiện tại hôm nay là ngày rất là đặc biệt của trên toàn thế giới, đó là ngày của mẹ. Và Jamin hiện tại là đang ngồi với cả mọi người, tức là đều anh em hàng xóm ở gần nhà Jamin thôi. Và đây cũng là một cái quán nhậu, nhưng mà hôm nay thì cả nhà biết rằng là có một cái lệnh cấm là không có được gọi như là nhậu nhẹt, cho nên các quán nhậu thì hầu hết là đều trong tình trạng là phải đóng cửa, nhưng mà vẫn hoạt động theo kiểu theo kiểu các anh em biết nhau và đến ủng hộ. Hiện tại bây giờ Jamin đang ở 365 đường Nguyễn Duy Trinh. Quán này là quán ớt xanh, và đặc sản của quán ớt xanh là chuyên về thịt thỏ cả nhà nhá. Nhưng mà hiện tại là quán phải dọn bàn, dọn ghế và phải gọi là tắt đèn ấy, chưa chỉ để được cái đèn, cho nên cả nhà có thể không nhìn được rõ cái biển của quán. Thì bây giờ Jamin sẽ quay một chút xíu cho cả nhà xem nhá, cái biển thôi. Quán ớt xanh, các món nhậu bình dân, nhận đặt tiệc liên hoa sinh nhật ở 365 Nguyễn Duy Trinh. Quán này là quán của chị, nói chung là của một người chị hàng xóm của nhà Jamin, và đặc sản là chuyên về thỏ rừng và một số đồ rừng rất là ngon. Và đây thì hôm nay thì có một số món đặc trưng của ngoài miền Bắc nói chung và ở Hà Nội nói riêng. Đầu tiên đó là món gì đây cả nhà biết không? Đây là món chuối, tức là cá lóc nấu với chuối xanh. Đây là ốc hút, nói chung là rất là đơn giản và cơ bản nhưng mà thật sự là rất là ngon. Cả nhà có thể xem lại nhá. Cả nhà có ai ở đây thèm không ạ? Ốc hút mà em cũng không được ạ. Thật sự là bây giờ Jamin đang ngồi cùng với cả mấy anh chị em gọi như là hàng xóm láng giềng thôi. Thế cho nên là thật sự ra là có một số người không thích vào trong cái livestream này của Jamin. Bởi vì quá quen thuộc đi, cho nên là Jamin cũng rất là tôn trọng, và đặc biệt là chủ quán chạy mất dép rồi. Chủ quán sợ lên hình. Thôi chị ơi, em chuẩn bị livestream xong rồi, chị ra nhá. Và đây là một người anh của hàng xóm của Jamin. Anh ngồi lại, sao anh chào nhà đi. Anh chào nhà. Chào cả nhà đi. Chào cả nhà đi ạ. Đó. Anh chào mà đây thật sự là cũng là một người anh hàng xóm của Jamin, nhưng mà đồng thời cũng là chồng của chị chủ quán luôn, nhưng mà chị chủ quán thì chạy vào trong rồi. Cho nên bây giờ Jamin sẽ kết thúc cái livestream ở đây để thưởng thức cái món gọi là cá lóc nấu với cả chuối, đúng không ạ? Cả nhà xem lại nhá. Đấy, cá lóc ôm chuối xanh này. Mắm nem chấm rau muống này. Rồng xanh vượt đại dương nè. Rồi là ốc hút nè. Nói chung là toàn những món cơ bản và đơn giản thôi, nhưng mà nó là đặc trưng vùng miền ngoài kia và ở trong này nữa kết hợp với nhau. Thế nhá, cho nên là Jamin sẽ kết thúc ở đây và Jamin sẽ ăn. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngon miệng. Và những ai mà đã ăn rồi thì...